Cái phim này cực kỳ có hại cho hệ hô hấp và cảnh báo bạn đừng nên động vào người mù vì họ có thể là Daredevil ẩn danh. Đừng thở. Bộ phim bắt đầu tại một căn nhà vô cùng sang xịn mịn cùng với ba người bạn Rocky, Alex và Manny. Họ là những người vô cùng tài năng và thành công, còn rất trẻ mà đã tự xây cho mình một cơ ngơi siêu hoành tráng như này. Nhưng mà đấy là ba đứa nào cho con ba đứa này vào đây là để ăn trộm. Lý do ba đứa có thể ăn trộm dễ dàng như vậy là vì những căn nhà này đều được bảo mật bởi công ty của bố Alex. Đúng là đời cha ăn nên làm ra thì đời con ăn la nằm rên. Nhưng vấn đề ở đây là những thứ ba đứa ăn trộm được thì đều chỉ có thể bán đi với giá vô cùng rẻ mạt. Nhưng một lần này thằng mua có một offer startup easy money cho ba đứa. Ở khu nhà bỏ hoang có một ông già đang sống trên một núi tiền xấp xỉ 1 tỷ đô, cụ thể là 300.000 đô, có được nhờ tiền bồi thường của một con mẹ đại gia, người đã đâm chết con gái ông ta. Hoi ú má hoi, tao là thằng Keto Kid nở mùa cướp của người giàu chơi cho bản thân, chứ bố mày không trộm tiền mặt. Mạnh mồm là thế, nhưng mà sau khi Rocky nài nỉ thì Alex sẵn sàng nhận lời vì cậu sim. Thực ra là do cậu biết gia cảnh rất cực khổ của hai chị em nhà Rocky, Manny cũng đã thực hiện thám thính trước, cảnh sát hoàn toàn ngó lơ khu này, xung quanh cũng không hề có hàng xóm, và dễ dàng hơn nữa là ông già chủ nhà bị mù. Này, chúng mày không thấy cướp của người mù là vô phúc à? Nhưng nó dễ. Có lý. Màn đêm buông xuống, ba người tiếp cận khu nhà, giảng triết học để chú chó ngủ mất. Nhưng Alex chỉ có một chiếc chìa khóa của công ty bố anh, còn ông già này thì có thêm vài cái khóa khác nữa cho nó cẩn thận. Thấy đường chính có vẻ khó, Rocky chui vào cửa thông gió, phát hiện có người đột nhập, chiếc máy báo động lập tức đếm ngược, nhưng Rocky kịp vô hiệu hóa nó, mở cửa cho hai thằng kia đi vào. Ba đứa lễ phép bỏ giày bên ngoài, thật đúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn, chẳng qua là đi ăn trộm của một ông già mù và trải qua nỗi đau mất con thôi mà. Manny đột nhập vào phòng ngủ, đánh thức mấy ông lão, phá trái đất này là của bố mày. Ba đứa tìm được một căn phòng được khóa rất kỹ và Manny định dùng súng để phá. Ôi, mang theo quả súng kìa. Tao mang hai khẩu, muốn xem khẩu còn lại không. Đéo. Nhận thấy mọi chuyện đang đi quá xa, Alex sủi chắc lấy lợi thế, chỉ còn Rocky và Manny đang chuẩn bị đi vào phòng. Surprise motherfucker, ông già bất thình lình xuất hiện. Manny giả vờ mình là người say vào nhầm nhà, nhưng mà nhà bố mày khóa thì mày vào nhầm kiểu gì. Ông ta đã dẫm lên chiếc thềm cửa bị rơi ra và biết nhà mình bị đột nhập. Manny thấy vậy chuyển sang bài đe dọa, nhưng mà thằng này chỉ có gan cầm súng chứ không có gan giết người. Và hắn vừa phạm sai còn mẹ nó lầm, vì ông lão mù là một đá đì của nhân về hưu. Mày đi với ai? Dạ ông, con đi một mình ạ. Ông thay con lỡ dại lần đầu. Thấy Manny khóc lóc van xin nhiều quá nên ông lão rủ lòng thương thả cậu đi, nhưng mà là đi sang thế giới bên kia. Rocky thấy thế mặt cắt không còn một giọt máu, khuỵu xuống run cần cập như chó phải bà. Alex nghe tiếng súng thì cũng quay trở lại, và ông lão khóa cửa bịt cửa sổ, phải trốn khỏi đây ngay thôi, nín, nếu chết thì tao chết cho một đống tiền. Rocky lúc đấy thì vô tình thấy được mật khẩu khi ông lão mở két. Giờ đi ra ngoài bằng cách nào ạ? Họ phải đi qua cánh cửa dưới hầm. Như khi vừa bước ra, hai người đang gặp phải ông lão lúc này đang thu dọn cái xác của Manny. Nghe thấy chuông điện thoại kêu, ông lão nổ súng không một chút do dự. May mắn là ông không biết có Alex và Rocky ở đây, nhưng hai đứa vẫn vãi một số thứ rơi khỏi người rồi nhanh bốn cái chân xuống tầng hầm. Cùng lúc đó, ông lão ở trên nhà ngửi thấy có mùi lạ, đó chính là chiếc giày của Rocky. Ông lao vào két kiểm tra tiền. Ôi may quá vẫn còn, nhưng mà lại còn cái nịt. Tính mạng hai đứa đang gặp nguy do cái chân thối của Rocky. Alex và Rocky dưới tầng hầm đang cố gắng tìm đường ra thì một con mẹ nào đó tự nhiên xuất hiện ở phía sau, vô tình dùng cái chuông báo hiệu cho ông già. Alex sợ sắp tái của đến nơi nên không muốn dây mờ dễ má đến bất kỳ cái của nợ nào nữa, nhưng lương tâm của Rocky không cho phép như thế. Cô gái này chính là Cindy Roberts, người đã đâm chết con gái của ông lão. Ông đã bắt cóc Cindy và nhốt cô tại đây. Ba người cùng nhau chạy đến cửa hầm. Alex mở được cánh cửa. Thôi rồi bạn ạ. Ông lão chặn cửa nổ súng. Cindy thì không phải Robin Hoàng Sơn nên cô không phải là kẻ may mắn. Viên đạn của ông lão xuyên qua cơ hàm của Cindy, ngắt luôn hệ thống hô hấp của cô. Ông lão mon men đi xuống, biết mình vừa bắn nhầm Cindy, hét lên thảm thiết. Ôi trời con ơi. Và đoán xem ông có dành thời gian còn lại của bộ phim để chuẩn bị cho đám tang không? Chắc chắn là không. Alex và Rocky đang cắm đầu cắm cổ chạy thì mẹ cái thằng nào tắt điện đấy. Bố mày đây. Alex và Rocky được trải nghiệm khóa người mù nhập môn, còn ông lão thì làm bố ở cái lobby này. Ông tóm được Alex, nhưng cậu đẩy được kệ tủ để lên người ông ta. Rocky thì ngồi im kệ với mẹ thằng bạn, nhưng Alex tìm được cô. Hai người chạy lên nhà thì gặp phải cậu vàng màu đen của lão. Thúc mới đều. Rocky chân đập tay run, loay hoay mở mãi cửa không xong, nên họ đành phải chạy lên tầng, vào được một căn phòng khác cũng không có lối ra. Alex muốn gọi cảnh sát, nhưng Rocky cản vì sợ bị tịch thu tiền. Con chó phá cửa xông vào, đẩy Alex ngã ra ngoài cửa sổ. Rocky chui vào được ống thông gió, nhưng vẫn bị con chó dí theo sát đít. Cô rơi xuống phía dưới. Ông lão nghe thấy và ông quyết định lên chỗ Alex, nhưng may mắn chưa, lão bắn trượt. Alex sợ lắm rồi nên không tiền đong gì nữa, báo cảnh sát, nhưng bị ông lão chặn đường. Cậu trốn trong một căn phòng, miệng không dám há, bộ nhã không dám hề. Tình cờ trong này lại có một loạt vũ khí. Cậu phách tiếng dụ ông lão, đánh rơi khẩu súng trên tay ông, nhưng một thằng cu hỉ mũi chưa sạch, tứ chi ngũ giác phát triển đầy đủ cũng không là gì so với một lão vù không bao giờ skip leg day. Ông đấm cho Alex về bố mẹ nhận không ra và cầm gậy kéo cho cậu một lỗ thoát hồn. Rocky tỉnh lại và chỉ còn cách lối ra một chút. Cô phá được cửa thông gió. Yes, thoát. Rocky bị ông lão bắt lại. Ông kể về những uất ức mình phải chịu đựng khi con gái chết mà không có đứa quần què nào chịu trách nhiệm, và ông bắt Cindy về đẻ cho ông đứa khác. What the fuck bro? Ông đổ tội cho Rocky đã giết chết cả Cindy và con gái mới của ông ta, và giờ Rocky phải đẻ cho ông đứa con khác để mời đứa bệnh hoạn, bệnh thiến, bệnh cách, vặn xẻo, kinh tởm, kinh khủng, kinh dịch, kinh người mãn tính. Nhưng bùm, Alex từ cõi chết trở về. Thực ra là do ông lão đâm nhầm vào xác Manny. Cậu kịp thời xuống giải cứu cho Rocky. Cô nhát ghẹ ống tinh vào mồm ông lão cho ông tự bú củ chính mình. Hai người cõng ông già lại. Rocky tình báo cảnh sát để ông già này tù mọt công, nhưng Alex ngăn cản vì
làm thế thì ông ta sẽ khai ra hai người đến đây để ăn trộm, mà họ quyết định lấy tiền rồi đi mất. Nhưng vừa chạy đến cửa thì Alex bị bắn từ phía sau. Ông lão bám dài như kẹo dừa, Rocky vác chân lần cổ chạy. Leo đuôi mắt được con chó của lão đuổi ép Rocky vào trong xe. Cô nhốt nó vào cốp nhưng con này sủa nhiều, đau đầu và cả nên Rocky phải lăn ra ngoài. Yes, lần này thoát thật nhá. Rocky lại bị ông lão lôi vào nhà. Lần này cuối cùng cô cũng quyết định đúng, bấm còi báo động. Ông lão bị ầm thành ồn cao tờ. Rocky thì nhân cơ hội này hành hạ người khuyết tật, đánh lão ngã xuống hầm rồi cầm túi tiền bỏ đi trước khi cảnh sát kịp tới. Ở trong một quán ăn với cô em gái, Rocky xem được bản tin vì vụ việc ông lão vẫn chưa chết và được coi là tự vệ hợp pháp. Dù đã giết chết hai tên đột nhập, ông lão không hề khai ra người thứ ba là Rocky vì cô đã có tiền đổi lại là cái mạng của hai đồng nghiệp. Và đó là kết thúc phần đầu tiên của đường thở. Bài học rút ra là chọn bạn mà chơi, chọn nhà mà trộm, và đi ăn trộm được mua thuốc mê rẻ tiền và rửa chân trước khi đi ăn trộm. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer, người chơi điện tử, Vui Vẻ và người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.